Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nhà thi đấu của tỉnh Bắc Ninh để chúng ta tiếp tục theo dõi trận tứ kết cuối cùng của giải đấu năm nay giữa Văn Tâm Đồng Nai và cao thủ Thuận An Bình Dương. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Văn Tâm Đồng Nai họ sẽ thi đấu với trang phục áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ. Bên phía cầu thủ Thuận An Bình Dương họ sẽ thi đấu với trang phục áo vàng, quần vàng và tất vàng. Đây là đội hình xuất phát của hai đội ra sân trong trận đấu này. Bên phía cầu thủ Văn Tâm Đồng Nai họ sẽ thi đấu bao gồm các cầu thủ thủ thành Trần Hoàng, Hải Đăng, Hưng Hùng, Gia Hưng, Vinh Huân. Huấn luyện viên trưởng đó là ông Nguyễn Văn Tâm. Bên phía cầu thủ Thuận An Bình Dương họ sẽ thi đấu với Anh Khoa, Thành Đạt, Tuấn Kiệt, Gia Bảo, Anh Đức. Huấn luyện viên trưởng đó là ông Cao Xuân Quang. Tổ trọng tài điều khiển trọng đấu này bao gồm các trọng tài Lê Sơn Trà, trọng tài Hồ Hữu Tiến, trọng tài Hoàng Mạnh Cường, trọng tài thời gian đó là ông Hoàng Quy Nguyên, giám sát trận đấu ông Lê Ngọc Hùng và giám sát trọng tài đó là ông Trương Bảo Lân. Như vậy hiệp một của trận đấu đã được bắt đầu. Ở trong đội hình xuất phát của cả hai đội ở trong trận đấu này thì cả hai bên Văn Tâm Đồng Nai cùng với Thuận An Bình Dương đã cho xuất quân với những cái tên quen thuộc của mình ở những trận đấu vừa qua tại vòng đấu bảng. Bên phía cao thủ của Thuận An Bình Dương, đội trưởng đó là Nguyễn Duy Thành Đạt. Bóng bổng nguy hiểm, tình huống đấm bóng tới từ thủ thành Anh Khoa, tới từ các đội. Đưa bóng vào, pha đưa bóng căng ngang mà không có điểm cắt ở trong vòng cấm. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại tình huống đưa bóng vào tới từ vị trí của Bùi Anh Đức. Nguy hiểm. Trong những phút đầu qua thì Văn Tâm Đồng Nai đang chơi thấp. Cả Văn Tâm Đồng Nai và Thuận An Bình Dương thì hai đội bóng không lạ gì nhau. Ở những thời điểm trước khi giải đấu diễn ra thì các đội cũng đã có những trận đấu giao hữu giao lưu với nhau để có thể chuẩn bị cho giải đấu. Đã có lỗi rồi, như vậy sẽ có đá phạt dành cho các cầu thủ Thuận An Bình Dương ở khu vực vào khoảng 10m. Cự ly đá phạt là khá nguy hiểm. Đứng chơi bóng đang là vị trí của đội trưởng Thành Đạt cùng với đó là Bùi Anh Đức. Và phối hợp đá phạt hơi lòng hoang tới từ phía cầu thủ áo vàng. Đó là một quả đá phạt trực tiếp. Tuy nhiên thì cầu thủ Thuận An Bình Dương lại thực hiện dường như đó là một quả đá gián tiếp. Rất nguy hiểm. Và áp sát rất nhanh tới từ Gia Bảo. Gia Bảo mang về cho cầu thủ Thuận An Bình Dương một quả đá phạt góc. Rất nguy hiểm và đó là bàn thắng dành cho cao thủ Thuận An Bình Dương. Cái tên không ai khác đó là Gia Bảo, người đã có được rất nhiều những cơ hội trong ít phút vừa qua. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này, một tình huống chạy cắt mặt. Pha đưa bóng vào từ chấm phạt góc là hoàn hảo dành cho Gia Bảo để có thể có một cú dứt điểm chính xác ở cự ly gần. 1-0 dành cho cao thủ Thuận An Bình Dương. Sẽ là phải rượt đuổi tới từ Văn Tâm Đồng Nai. Tình huống đập bấm bóng tốt tới thủ thành Anh Khoa. Phản công dành cho các thủ Thuận An Bình Dương. Đường chuyền khoảng trống, cú dứt điểm. Trong năm nay thì bóng đá Bình Dương, đặc biệt ở các cấp độ trẻ, dứt điểm tới từ Gia Bảo. Tình huống quăng chân rất nhanh của Gia Bảo ở trong vòng cấm. Và một lần nữa thì Trần Hoàng chơi tốt. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Gia Bảo đã có tình huống dứt điểm ở tư thế khá khó khi di chuyển ngược. Tuy nhiên thì thủ thành Trần Hoàng đã chơi cực kỳ chắc chắn ở những tình huống bóng gần đây. Ở tình huống để thua của các cầu thủ Văn Tâm Đồng Nai thì pha kèm người không tốt tới từ hàng phòng ngự của các cầu thủ Văn Tâm Đồng Nai là nguyên nhân dẫn đến bàn thua. Nguy hiểm. Đã có tình huống Gia Bảo tới từ thủ thành Anh Khoa. Vẫn còn trong cuộc. Cú dứt điểm. Bóng vừa đập vào cột dọc. Để chuyền về không khó đối với thủ thành Trần Hoàng. Trận đấu đang diễn ra với một thế đôi công khá nhanh khi mà cả hai đội đều ưu tiên đưa những đường bóng dài vào khu vực vòng cấm của đối phương.
Tuy nhiên thì hãy coi chừng những tình huống phản công nhanh tới từ phía cầu thủ áo đỏ. Bên phía Văn Tâm Lai họ cũng sở hữu những cầu thủ có tốc độ là rất nhanh. Và qua người nhanh tới từ đội trưởng Gia Hưng, tốc độ của Gia Hưng không được. Gia Hưng vừa có một tình huống dông cao như một cơn lốc ở đường biên. Hưng Hưng đá ngay, rất nguy hiểm. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp tới từ phía cầu thủ Văn Tâm Đồng Nai và thủ thành Anh Khoa đã chơi khá cảnh giác. Tình huống dứt điểm nhanh ở trên vạch 6m tới từ đội trưởng Gia Hưng. Bóng vẫn còn trong cuộc. Cú dứt điểm ngay và xử lý tới từ vị trí của Hải Phòng. Đúng vào cắt bóng tới từ Hải Phòng không được. Và cắt bóng rất nhanh tới từ số 9 của các cầu thủ Thuận An Bình Dương. Phút thi đấu thứ 17 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-0. Một quả phạt góc dành cho các cầu thủ Thuận An Bình Dương dứt điểm. Vẫn là Hải Phòng, lần này thì bóng đi không chính xác. William dứt điểm ngay. Và ra chân là của Tuấn Kiệt. Bóng bổng. Cơ hội. Không khó đối với thủ thành Trần Hoàng. Phát bóng nhanh dành cho thủ thành Trần Hoàng. Bóng tới được với vị trí của đội trưởng Gia Hưng. Tuy nhiên thì Gia Hưng đã để tuột bóng. Thời gian chỉ còn được tính bằng giây ở trong hiệp 1 trận đấu này. 50 giây. Đưa bóng vào. Cú dứt điểm, tình huống dứt điểm hụt. Phản công dành cho cầu thủ Thuận An Bình Dương. Tốc độ ra vào tốt tới từ thủ thành bên phía cao thủ Thuận An Bình Dương, đó là Lê Trần Anh Khoa. 14 giây. 12 giây, bóng bổng nguy hiểm. Bóng vừa làm rung má lưới ở những giây cuối cùng. 6 giây, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Và như vậy thì hết giờ cho hiệp thi đấu thứ nhất. Cao thủ Thuận An Bình Dương tạm vươn lên dẫn trước cao thủ Văn Tâm Đồng Nai với tỷ số 1-0 ở trong trận tứ kết thứ 4 của giải bóng đá U9 toàn quốc Tota Cup năm 2023. Đang thi đấu rất nhiệt tới từ phía cầu thủ hai bên cho những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai này. Đường chuyền, đội trưởng bên phía cầu thủ Văn Tâm Đồng Nai đó là Dạ Hưng dành cho các cầu thủ Thuận An Bình Dương. Đưa bóng vào rất nguy hiểm, tiếp tục là băng cắt ở cột 1. Tình huống băng vào rất nhanh đó là của Hải Phòng. Đưa vào nguy hiểm, phản công dành cho các cầu thủ Văn Tâm Đồng Nai. Rất nguy hiểm cơ hội, không được. Vừa rồi thì đội trưởng của Văn Tâm Đồng Nai đó là Gia Hưng đã không thể khống chế được đường chuyền. Bóng không tới được vị trí của đội trưởng bên phía cầu thủ Văn Tâm Đồng Nai. Qua người, dứt điểm ngay, rất nguy hiểm và ra chân rất nhanh tới từ vị trí của Hải Đăng. Bóng bổng, tình huống đá thẳng không chạm ai cả. Bóng đã đi vào lưới, tuy nhiên đó không phải là một bàn thắng. Tình huống quay chậm vừa rồi thì rõ ràng cho chúng ta thấy bóng đã không chạm bất cứ một cầu thủ nào trước khi làm rung lưới. Đội trưởng có thể dứt điểm. Nguy hiểm! Bóng ra ngoài đáng tiếc sau pha đi bóng vừa rồi tới từ Hải Phòng. Tình huống Hải Phòng đã có tình huống cắt mặt thủ thành Trần Hoàng. Tuy nhiên thì cú hãm bóng là quá dài, không thể có cú dứt điểm tiếp theo. Rất may cho các cầu thủ của Văn Tâm Đồng Nai họ không để thua. Và người hay. Phản công dành cho các cầu thủ Thuận An Bình Dương rất trống, không có cầu thủ hỗ trợ. Sẽ có một quả phạt góc. Tình huống dâng cao tới từ Hải Phòng, tuy nhiên thì ở phòng vừa rồi thì các cầu thủ áo vàng đã không kịp dâng lên. Khoảng thời gian còn lại vẫn là còn để cho cầu thủ Văn Tâm Đồng Nai có thể vươn lên. Và người xử lý ở nhịp cuối cùng là hơi vội vàng tới từ vị trí của Hưng Hùng.
Vừa rồi thì Hưng Hùng đã vượt qua được một cầu thủ áo đỏ bên làm biên trái, khá đáng tiếc. Tình huống qua người hay, phản công dành cho Văn Tâm Đồng Nai, 3-3. Tình huống chuyền bóng dọc biên hơi mạnh, đá ngay, nguy hiểm, đánh đầu. Pha đánh đầu tới từ vị trí của Hưng Hùng sẽ là hội ý dành cho các cầu thủ Thuận An Bình Dương. Chúng ta vừa xem lại pha bóng này. Thời gian còn lại đếm ngược ở trên nhà thi đấu đó là 2 phút 50 giây. Được chuyền, khá hay. Tình huống chuyền bóng tốt, quá người. Và chuyền bóng ngang lại không đến được vị trí của đồng đội. Tình huống chuyền bóng là của Hưng Hùng. Dứt điểm ngay, không vào. Và dứt điểm bên làng biên phải thuộc về Nguyễn Ngọc Hải Đăng. Và vừa rồi thì Lê Trần Anh Khoa vẫn đang chơi tốt trong khung gỗ của cầu thủ Thuận An Bình Dương với một tình huống bắt bóng rất chắc tay. Cú đá thẳng, rất nguy hiểm, cú dứt điểm. Tiếp tục là dứt điểm và 2-0 dành cho cầu thủ Thuận An Bình Dương. Và vẫn là số 14 Gia Bảo, một cú đúp dành cho Gia Bảo ở trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này, một đường đưa bóng vào tầm thấp. Cú dứt điểm đầu tiên của Gia Bảo thì thủ thành Trần Hoàng đã chơi tốt. Tuy nhiên ở cú đá bồi không có cơ hội nào dành cho thủ thành bên phía Văn Tâm Đồng Nai và tỷ số được nâng lên 2-0. 2-0 ở những phút giây cuối cùng. Thời gian ở trên nhà thi đấu chỉ còn đếm bằng giây. 56 giây là khoảng thời gian còn lại của trận đấu này và bàn thắng của Gia Bảo là cực kỳ quan trọng với cao thủ Văn Tâm, cao thủ Thuận An Bình Dương ở trong trận đấu ngày hôm nay. Được chuyền, cơ hội. Tình huống phá bóng an toàn lên bên trên. 38 giây, cần phải khẩn trương hơn. Một tình huống phát bóng thẳng. Tiếp tục là qua người, một tình huống đạp bóng trúng vào đầu gối của Gia Bảo. Và phạm lỗi là khá nguy hiểm tới từ vị trí của số 15 Hoàng Nam. Tình huống ham bóng tới từ cả hai bên. Tuy nhiên thì Hoàng Nam là người phạm lỗi. 12 giây, 10 giây, 9 giây, 8 giây, đá thẳng, nguy hiểm, bóng sát ra cột dọc. 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Vâng, và như vậy thì hết giờ dành cho trận tứ kết cuối cùng của giải đấu năm nay. Bán kết đó là cao thủ Thuận An Bình Dương. Trong trận đấu ngày hôm nay thì rõ ràng Thuận An Bình Dương là những người tận dụng thời cơ là tốt hơn. Và họ xứng đáng có được chiếc vé vào chơi ở vòng bán kết. Văn Tâm Đồng Nai cũng có một giải đấu thành công khi họ đã đi đến trận tứ kết của mùa giải. Tuy nhiên ở trong trận đấu này, Thuận An Bình Dương là những người tận dụng thời cơ tốt hơn và họ may mắn hơn để có được chiếc vé đi chơi ở vòng bán kết. Xin chúc mừng các cầu thủ Thuận An Bình Dương và Văn Tâm Đồng Nai. Chúng ta sẽ rời giải đấu với tư thế ngẩng cao đầu.